Rồi chào mọi người nha. Cái DC60 này thì mình vừa mới làm mới là cho khách. Bây giờ chuẩn bị giao thôi. Cái này mình đã mở ra toàn trọn vẹn nguyên cái luôn, làm lại từng ly từng tí. Đây. Thì những video trước 60 mọi người cứ đánh lên 60 làm mới là mình có để là quy trình làm á, tại vì lưu bu quá chưa có quay được. Thì quay được cái lúc hoàn thành không? Đây là hàng làm mới nha, làm mới nguyên chiếc, chỉ giữ lại cái động cơ rin của nó thôi. Còn hộp số mình cũng đã thay tất cả phụ tùng cho hộp số rồi. Cái này là thay mới hết toàn bộ. Đây là phía trong đây. Đây là mới hết nha. Mới chầm chầm. Lưới đập thành đập. Nhìn chân. Xích cũng mới luôn. Còn phần hộp số thì mình đã mở ra, mình thay cái chi tiết bên trong hết toàn bộ luôn rồi. Thì cái inox mình mới về lắp này thì cũng inox luôn, mình đã thay thành công rồi, inox hết mới 100%. Giờ còn kiểm tra điện nữa, xong luôn cuốn cũng mới luôn. Giờ lên cây 60 trước. Khách đây thì có hai chiếc 70 rồi, một chiếc 60 để mà cho nó nhỏ. Xe mình hơi lùn cho nên lên nó hơi bị chậm chạnh xíu. Đè xuống. Ừ, rồi. Ngồi nữa.
mới được. Còn đa số máy 60 là nó lên kiểu vậy không à, xe đít nó tạ ít hơn 70. Rồi vô an toàn rồi đó. Cảm ơn mọi người nha. Rồi xin chào mọi người, đây là kho máy hiện có của công ty mình ha. Thì mình có đủ các loại máy từ 60, 70, 95 và 125X. Những cái máy đẹp mà để đằng trước á, ví dụ giống mấy chiếc DC-70G Plus nè. Hàng 95% á. Hàng còn đẹp. Để mình quay sơ kho máy của mình ha. Vô cho một chút thì mình để hai bên nha, mọi người cứ lựa thoải mái, cứ đến lựa máy, để máy thử máy theo ý mình nha. Để mình quay một chút máy 125 cho người xem. Đây là 125X ha, cũng còn khoảng 4 chiếc cho mọi người lựa thoải mái. Đây là DC95, mình còn một con, đây ngay tại kho luôn ha. Giờ quay sơ lược cái kho ha, tổng kho cho mọi người xem. Đây là một máy cũng đã bảo dưỡng xong cho khách nè. Còn mở bên kia thì đang làm tiếp ha. Đây là kho máy cài phía sau. Mình để những cái máy giống như là 6040 và 7040. Có đủ bộ ủi xới cài của nó luôn ha. Nguyên bản từ bên kia về. Đây thì cũng có 4508 nữa và 4708, phía trước cũng còn nhiều máy cài và một số 3608 đằng kia 36 à. Đây là khu vực phía trước nha, mình có để mấy máy cài mới 4018 và từ Thái nguyên chiếc á, một số 5018 rồi Yamaha EF494 ha, 708 với 6040. Ê, hai container chứ của máy gạch và điện hợp tổng cộng 6 chiếc á. Máy này chất lượng 90% hết nha. Để bây giờ mình chuẩn bị xuống máy xong rồi mình sẽ quay từng chiếc cho mọi người xem ha. Rồi cảm ơn mọi người nha. Đây là cái khu vực mà để mình bảo dưỡng máy cho khách đó. Những cái máy đã bán rồi nằm đây hết ha. Thì mình bảo dưỡng tùy theo mức độ mà làm nha. Có thể là 60 như trước kia 60 thì làm hết. Này bảo dưỡng một phần nhỏ nè. Này máy, hai cái máy này xong rồi. Đây là 70G đang hạ bộ. Chứ hai chiếc này thì đang đợi làm. Mình làm tùy theo mức độ nha, mọi người có thể tới xem. Cái phía ngoài đây là mình khu vực mình để trưng bày máy, mọi người cứ lựa máy ở đó. Đây là khu bảo dưỡng.
mai đây làm miễn phí hết nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi video ha. Nếu anh em còn thấy thích cái kênh của mình á, muốn tham khảo về máy móc á, thì anh em nhấn nút đăng ký này ha, giúp mình ha. Đây, thì các anh em sẽ nhận được những video mới nhất á, mình sẽ đăng cho mọi người xem. Rồi, xin cảm ơn nha. Đây là phía trước công ty mình nha. Địa chỉ của mình là gì trên đó đó, 167 quốc lộ 53, Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long ha. Thì đây là trục đường quốc lộ 53. Ở phía xa xa kia là có tòa nhà là bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long ha. Đường cầu Me lớn. Kho máy mình để phía sau đó nha. Máy cài đây trước.